đó, 155 719092 anh em. Con này thì đời nó là 2002 anh em. Giá 3.2 cho anh em luôn nhé. Đó, giá 3.2 là bao ship tận nơi cho anh em luôn đó. Con này thì một ốc chân lam anh em. Có nhiều anh em rất là thắc mắc là một ốc chân lam là nó có chắc chắn hay không, sợ nó là nó tuột ra rồi nó văng lam chân ra thì anh em đó. Rồi anh em biết con nhé, con này thì là nó là để giúp người ta phải thiết kế đảm bảo cho người nông dân an toàn anh em nhé. Rồi con này nó có tăng xe luôn luôn cho anh em nhé. Giá 3.2 bao ship tận nơi cho anh em luôn nhé. Rồi rồi đến công đoạn tất nổ cho anh em nhé. Rồi mình sẽ tất nổ cho anh em xem về cái độ máy, độ êm của máy và cái độ tiếng nổ của máy anh em nhé. Rồi rồi tới công đoạn tất nổ nha anh em. Đó, rồi sẽ tất nổ cho anh em cây này nhé. Xin chào anh em.